4 người ở nhà đang cháy, 8 người ở các căn hộ xung quanh. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 21 giờ tối ngày 28 tháng 4, một đám cháy bùng phát dữ dội tại căn hộ tầng 10 chung cư Nguyễn Kim trên đường Nhật Tảo, phường 7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nghe tiếng chuông báo cháy, nhiều cư dân sống tại tầng 10 chung cư Nguyễn Kim hoảng hốt bồng bế nhau tháo chạy. Do khói đen bốc lên cao lan tỏa trong hành lang của tầng 10 nên nhiều người bị mắc kẹt ở đây hô hoán kêu cứu. Lực lượng bảo vệ và người dân huy động bình chữa cháy mini vận hành hệ thống chữa cháy chung cư, nhưng đám cháy quá lớn không thể khống chế. Phòng PC07 phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 10, Công an quận 11 điều động 13 xe chữa cháy chuyên dụng, trong đó có xe thang và 78 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Đại tá Huỳnh Quang Tâm, trưởng phòng PC07 trực tiếp chỉ đạo cứu người tại hiện trường. Đội cứu hộ đã sử dụng xe thang đưa thang lên tầng 10, vừa chữa cháy vừa phối hợp cứu 19 người, hướng dẫn 150 người thoát khỏi đám cháy. Tại hiện trường, nhiều cư dân thoát nạn đứng dưới sảnh lo lắng cho người thân của mình còn kẹt bên trong. Khi đám cháy được dập tắt, mọi người đều được cứu, không có thiệt hại về người nên tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Đám cháy làm hư hỏng một số tài sản trong căn hộ, nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.